Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Thưa quý vị và các bạn, khu vực Nam Bộ đang trong những ngày cao điểm của mùa khô. Dự báo tình trạng nắng nóng còn kéo dài ở khu vực Nam Bộ ít nhất là hết tuần sau. Mức nhiệt luôn ở ngưỡng 32 đến 36 độ, thậm chí có nơi vào ngày thứ ba tới nắng nóng gay gắt 37 độ. Ngày mai, ở một số tỉnh, thành phố của khu vực này, cảnh báo chỉ số tia cực tím ở mức 10, có nơi còn lên mức 11. Đây là mức gây hại rất cao cho da và mắt. Khu vực Tây Nguyên và các tỉnh từ Bình Thuận đến Đà Nẵng duy trì hình thái ngày có nắng, trời khô ráo, nền nhiệt ở khu vực Tây Nguyên không quá 33 độ. Các tỉnh còn lại mức nhiệt dao động từ 29 đến 31 độ. Ngày mai, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế ra đến Thanh Hóa, ngày nhiều mây, có mưa bất chợt rải rác một vài nơi, nhiệt độ cao nhất không quá 23 độ, trời lạnh. Riêng Thừa Thiên Huế nhiệt độ nhỉnh hơn 25 đến 26 độ. Trong khi đó, do không khí lạnh liên tục được bổ sung kết hợp với hội tụ gió trên cao khiến Bắc Bộ có mưa phùn, mưa nhỏ kéo dài, độ ẩm không khí tăng cao, trời rét trong nhiều ngày tới. Chuyển sang thời tiết biển, đêm nay và ngày mùng 10 tháng 3, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Ngày mai, khu vực tỉnh Quảng Bình nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, khu vực miền núi không mưa 19 đến 22 độ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin dự báo thời tiết của chúng tôi. Phần nhiệt độ chi tiết các vùng trong tỉnh đêm nay và ngày mai sẽ khép lại bản tin này.